Sống trên đời, chỉ cần bản thân cố gắng, còn lại hãy tùy duyên. Có đôi khi người ta nghĩ mọi thứ quá phức tạp mà quên hết những chân lý đơn giản nhưng vô cùng hữu ích trong cuộc sống. Cuộc sống giống như một ly trà, bất luận đầy hay vơi, nóng hay lạnh, nồng hay nhạt, cũng đều có dư vị riêng của nó. Con người cũng vậy, chẳng ai giống ai. Mỗi người có một lý tưởng, một cách sống riêng. Có người ôm giấc mộng giàu sang, có người mong được sống an nhàn, có người lại chỉ cần một tâm hồn thư thái. Nhưng giữa cuộc sống đầy bon chen này, con người rất khó giữ được trạng thái vô lo, vô nghĩ, không ưu phiền, vấn vương. Người ta cứ mãi chạy theo những điều phù phiếm trước mắt mà quên mất những giá trị thật sự của đời người. Kỳ thực, cuộc sống đôi khi đơn giản hơn chúng ta tưởng rất nhiều. Giữa người với người có thể gần cũng có thể xa. Giữa việc với việc có thể phức tạp cũng có thể đơn giản. Giữa tình cảm với nhau có thể sâu cũng có thể cạn. Đừng mong cầu mọi người đối xử với mình đặc biệt. Cũng chẳng nên hy vọng họ sẽ bớt đi những toan tính. Cuộc sống có người nói ít làm nhiều, cũng có kẻ chỉ biết hoa chân múa tay. Bạn không nên quá bận lòng, chỉ cần quản tốt việc của bản thân. Còn lại, mọi việc hãy thuận theo nhân duyên. Với người không có duyên, dù bạn nói bao nhiêu lời cũng là thừa. Còn như đã hữu duyên thì chỉ cần xuất hiện, bạn cũng có thể đánh thức mọi giác quan của họ. Có một số việc vừa phân trần trắng đen đã trở thành quá khứ. Có một số người giận hơn vài ngày đã trở thành dĩ vãng. Có những nỗi đau vừa cười lên đã tan thành bọt nước. Có những hoàn cảnh nhờ chịu chút thương đau mà trở nên kiên cường. Đôi khi hôm nay là việc lớn, ngày mai nhìn lại chẳng có gì đáng kể. Năm nay quan trọng, sang năm sẽ trở thành thứ yếu. Chuyện vĩ đại đời này, đời sau người ta gọi là truyền thuyết. Chúng ta nhiều nhất cũng chỉ là câu chuyện của một người. Vì thế, trong cuộc sống hay trong công việc, nếu gặp chuyện không vừa ý, hãy nói với bản thân: hôm nay sẽ qua đi, ngày mai rồi cũng đến. Hãy buông bỏ tất cả để bắt đầu một ngày mới. Trên đời có một số việc không phải không để tâm, mà để tâm cũng không làm được gì hơn. Cuộc sống không có nếu như, chỉ có hậu quả và kết quả. Làm người mê, đừng mê quá sâu. Mê quá sâu sẽ khó thức tỉnh. Lời đừng nói quá tận. Nói tận rồi thì thương tổn nhau. Việc đừng quá tuyệt tình. Tuyệt tình rồi khó có đường lui. Tình đừng đắm quá sâu. Đắm chìm sâu càng khó thoát được. Lợi thì đừng có quá nặng. Đặt nặng rồi càng không sáng suốt. Trong lúc tuyệt vọng nhất, hãy nhớ rằng bạn vẫn còn một sinh mệnh. Bạn vẫn còn có một ngày mai. Thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng. Mọi chuyện đến tận cùng rồi cũng ổn. Nếu còn chưa ổn thì chưa phải tận cùng. Cuối đường hầm tối như mực, bạn hãy tin vẫn còn ánh sáng le lói ở đầu kia. Có những chuyện thoạt nhìn thì rất lớn, rất hệ trọng, nhưng qua đi một thời gian, ngoảnh lại thấy chỉ như gió thổi mây bay. Có những nỗi đau tưởng như long trời lở đất, nhưng thời gian đi qua, tất cả đều sẽ thành dĩ vãng. Vậy tùy duyên mà sống, đừng để phải thương đau. Làm người hãy lấy sự chân thành mà đối đãi với nhau. Hành xử hãy lấy
thiện lương làm gốc, cứ tùy duyên mà sống giữa đời. Người đối với ta tốt, ta biết ơn và đền đáp. Người đối đãi với ta chẳng tốt, ta cũng hãy mỉm cười bỏ qua. Thuận theo nhân duyên, một lòng hướng thiện, đãi người bằng tấm chân tình, bạn sẽ nhận ra cuộc sống này tràn đầy ý nghĩa và hạnh phúc. Đời người ngắn ngủi, thử hỏi có gì đáng để ta tranh giành? Ngày tháng còn lại trong đời còn được bao lâu? Ai cũng không thể đoán trước được. Cuộc sống ở hiện tại, xem nhẹ những được mất của đời người, chẳng phải là quá tốt hay sao? Một đời người ta rốt cuộc được bao lâu, không ai có thể đoán trước được. Thời gian mấy chục năm, chúng ta chỉ có thể mặc cho số phận không ngừng đi về phía trước. Bất cứ ai cũng không thể đo ni đóng giày cho bản thân mình. Duy chỉ có thể thuận theo tự nhiên mà thôi. Không thể không nói rằng con người ta sau khi đi đến tột cùng, sau khi đến một độ tuổi nhất định, tâm thái cũng sẽ thuận theo sự tăng trưởng của tuổi tác mà có những đổi thay. Từ cái tuổi ấu niên trẻ người non dạ, thiếu niên cuồng vọng không chịu bị trói buộc, thanh niên theo đuổi ước mơ, đến tuổi trung niên bước vào ngưỡng cửa không bị mê hoặc. Cả một đời người đều không ngừng đổi thay, thân bất do kỷ. Có lẽ là môi trường sống đã ảnh hưởng đến tâm thái, dần dần không còn nóng nảy như trước nữa. Con người ta dường như thuận theo năm tháng trôi đi mà dần dần điềm tĩnh lại. Dường như rất nhiều sự vật đang phát sinh ngay bên cạnh, vốn không liên quan tới bản thân, nhịp điệu cuộc sống cũng bắt đầu chậm lại. Trước đây, một lời khen của người khác có thể khiến ta vui sướng rất lâu. Trong những bó hoa tươi và những tràng pháo tay mà quên mất bản thân mình, cứ mãi sống trong giấc mộng hư vô, không chịu tỉnh lại. Trước đây, một khi có những lời không hợp ý, bản thân ngay lập tức sẽ tức giận vô cùng, tranh luận đến đỏ mặt tía tai, không phân cao thấp thì không chịu nổi. Dần dà, thuận theo sự chuyển dịch của thời gian, đến một lúc bản thân bất chợt nhận thấy mình thích cất những bước chân chậm rãi, thân tâm cũng đã điềm tĩnh hơn trước rất nhiều. Dần dần, cái tâm theo đuổi danh lợi cũng đã không còn mạnh mẽ như trước nữa. Bản thân cũng không còn quá hứng thú với những tràng pháo tay, những lời khen tặng, chỉ muốn được ở một mình, tận hưởng không gian yên tĩnh. Những chuyện vặt vãnh ngày thường kia, nếu là trước đây, hễ nói chuyện không hợp nhau, liền tức giận đứng dậy bỏ đi. Còn bây giờ, những cuộc cãi vã vô nghĩa cũng ngày càng ít đi. Đúng vậy, con người ta khi đã đến một độ tuổi nhất định rồi thì không còn cái tâm phân biệt, tâm đố kỵ nữa. Ngày tháng cũng ung dung lướt qua đầu ngón tay, không kinh, không sợ, buông xuống hết thảy mọi trói buộc về tình cảm. Điềm tĩnh chậm rãi, điềm tĩnh như nước, tĩnh mà không loạn, tĩnh mà không tranh giành. Bởi không tranh giành nên ít đi phiền não, có nhiều thêm ôn hòa nhã nhặn. Đời người ngắn ngủi, thử hỏi có gì đáng để ta tranh giành? Vì danh lợi mà tranh giành, dục vọng sẽ càng bành trướng. Tranh giành với số phận bằng như tăng thêm gánh nặng. Tranh giành với người thân ắt sẽ xa lánh, cái được chẳng bù cho cái mất. Tranh giành với vợ hoặc chồng chỉ có thể khiến cho cuộc sống tăng thêm mâu thuẫn, thiếu mất sự yên bình. Ganh đua với bạn bè chỉ có thể khiến cho tình cảm ngày càng thêm nhạt, dần dần trở nên xa lạ. Khi mà cái tâm lắng dịu xuống, không muốn giày vò nữa, khi đó hãy an tĩnh xuống, hãy là chính bản thân mình.